Xin chào mọi người. Này buổi chiều quá, mấy cái cây mai mà nó phôi nè, nó trồng lên rồi ha. Lúc này thì nó yếu thì chúng ta chỉ cho nó dưỡng rễ thôi. Mai suy nè, dưỡng rồi ha. Cho những loại mà nó dễ tiêu chứ không có cho NPK ha. Mới ghép nè, mới ghép ha. Trồng phôi bị ngọt rồi quá. Đây, hôm nay tới là dưỡng rễ thôi. Dưỡng rễ thì chúng ta dùng những loại bón lá như N3M đâu cũng được á, Atonic đều cũng được. Đó, thì mình có cái này mình xài cái này á, Rút 2 đều cũng được. Đó, có nào xài đó. Loại bón lá liều lượng là 1 tới 20 lít nè, trên 1 lít nước. Thùng bê nè, mình cho cỡ nắp này á. Lắp này tương đương với 25 ml á. Nói chung là chúng ta dùng những loại bón lá N3M nè, Atonic nè, nói chung cái nào cũng được. Còn đối với những hàng mai Tết thì chúng ta cho thêm NPK vô nắp này, cộng với lại khoảng 50g tới 100g NPK ba số bằng nhau á. Chỉ có vậy thôi, tới định kỳ khoảng 10-15 ngàn lần á. Này là hữu cơ á, hữu cơ ra nước à. Rồi, chúng ta nhớ cái nguyên tắc mà trồng mai phôi á, là chúng ta phải xử lý cái đáy chậu cho nó ngon lành á, rõ nước ngon lành. Mai phôi, mai suy, mai mới ghép rồi đó. Đó, anh em làm không có đúng mà sau này nó mệt thêm á. Bước đầu tiên nè, nói chung tưới gì cũng được á, những loại bón lá là cây dễ hấp thu á. Người ta tạo ra cái phân nó phải có tác dụng. Những loại bón lá cây nó dễ hấp thu. Quan trọng là chúng ta xử lý cái bầu á, cái bầu phân chúng ta xử lý cho nó ráo nước ngon lành, nó vừa giữ ẩm thôi. Thì chúng ta tưới thứ gì nó cũng tốt à. Liều lượng loãng theo nhà sản xuất á, sản xuất ghi sao thì chúng ta tưới ra loãng thôi chứ đừng có tưới đậm á. Này cái này hả, mình nó bị khô bầu á, trồng không phá đất khô bầu. Này làm lên tược á, cây này mới hởm ép chậu lại nè, đọt bắn đỏ, nói chung cũng chưa đâu. Từ từ nha, những cái loại mà nó phân hữu cơ nó dễ tiêu á, cây hấp thu từ từ nó ra rễ được, ra rễ được thì cái bầu đất nó phải ráo á, ráo nó ra rễ được thì nó tái tạo lại rễ mới á, tạo lại rễ mới thì mới cứu được á. Còn nó chèm nhẹp hoài nó úng rễ, nó hư ra túi rễ á. Đó, nó chèm nhẹp hoài thì không có được. Đó, chắc trồng mình làm lại hết á, xử lý đáy chậu rồi cây nó khô ráo. Ra đọt á, cây mới ghép nè, ghép này tưới được nè. Lúc đầu này mình cũng xử lý ngon lành rồi nè, khô bầu nó ráo bầu á, nó không có bị ẩm thấp. Nói chung là cây mà anh em trồng anh em ghép rất là dễ á, nhưng mà có nuôi được hay không á, ghép thì nó dính mà nuôi không được á, giống như tình trạng cây bên đó. Ghép dính không được nuôi nhổ dục cho rồi á, nó cứ vàng vàng hoài, nó bị chia cây, tóm lại nó chỉ có bị vấn đề nước thôi. Phân thuốc tính sao, trồng chúng ta canh nước được là chúng ta trồng được ha. Đây là hữu cơ á, hữu cơ dưỡng rễ.
à, tưới quanh năm được ha. Nó đủ chất hết ha. Kệ nè, hổm cứu rồi, cũng tỉnh rồi ha. Từ từ rút hết à. À, những cái cây này lá xanh đậm thì nó là cho NPK được rồi. Hữu cơ này cộng như khoảng chừng 50g á. 50g tới 100g, giúp cây mạnh thì chúng ta cho khoảng 100g. An toàn thì 50g. Con này cây mai rừng nè. Cây mai rừng ghép à. Này, này mua 2 cây à. Cái cây non này thì sống, còn cây kia già quá thì không sống. Còn này cây mới ghép nè, mới ghép nè. Những cây suy, những cây yếu, những cây mới ghép, rễ chưa có mạnh nào đó. Đó, chúng ta dưỡng rễ mà quan trọng là cái bầu chúng ta nó phải khô, phải ráo được á. Đó thì chúng ta tưới nó mới có tác dụng. Còn anh em để cái bầu nó chèm nhẹp á, rễ không có ra được thì tưới vô không có tác dụng á. Nè, thực tế á, ghép nè, tháo bịch nè, bắn dài luôn rồi nè. Bắn đỏ luôn á, đọt ẩn ẩn như thế này nè. Chứ anh em mà nuôi nó dư nước là ra đọt nó vàng 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 không á, rồi nó bị bệnh vàng ra lá gân xanh gì đó. Anh em cứ mua thuốc xịt hoài nó không có tác dụng á, nó không có hết đâu. Mà bị vàng lá gân xanh á do cái rễ nó yếu chứ. Chúng ta lo canh nước đi nha, tưới lại những loại dưỡng rễ là được rồi. Chứ mà anh em tưới Rhizomyinon, tưới Antracon, tưới hoặc tùm lum hết trơn á, không có tác dụng đâu. Rễ nó hư mà, hư không hấp gì dinh dưỡng á, không có chất nên nó đâu có quá trình quang hợp, đâu có diễn ra bình thường được á. Xịt vô thì nó càng nóng nữa, tưới xịt vô nó có mấy thuốc nó nóng á, vàng càng thêm vàng á. Ta coi cái bầu, chúng ta canh lại cái bầu đất của chúng ta, nắng một ngày là phải khô phải ráo á. Rồi, một vài chia sẻ với anh em trồng á, chơi vui. À, những cây này nè, lá xanh đậm nè, cho NPK vô, vẫn cái tưới đó, thêm NPK vô, thêm siêu lân đồ vô, thêm humic bột đồ vô. Đó. Nắng một ngày mà ráo bầu trơn á. Cái này hổm mưa quá trời mưa, sẵn mình có voi mình giải á, cho nó hạ mà nó nâng cái bê á. Nâng cái pH lên đó. Đó, nói chung là cũng ít nè, chứ rong đừng có bám nữa. Nắng ngày một ráo bầu hết trơn á, ráo bầu hết trơn. Cây này em qua làm á, nắng ngày một đó, trắng khô trắng thế này trồng vậy nó mới tốt á. Đây, cây thọ hương rồi nè, nắng ngày một khô trắng luôn ha. Thọ hương nè, chắc trồng bằng trấu hung á, xơ dừa trấu hung, trấu sống.